Những giai điệu nhẹ nhàng vừa rồi được trích trong bài hát Rồi trăm năm ta gặp lại. Điều thú vị mà báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh muốn chia sẻ đến quý vị, đây là một bài hát được sáng tác bởi một chàng trai còn rất trẻ tuổi, sinh năm 2003 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bài hát ra đời bắt nguồn cảm hứng từ tình yêu của cố nghệ sĩ Chí Tài đối với người vợ của mình là nghệ sĩ Phương Loan. Nó nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng với nhiều lượt like và chia sẻ trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội. Võ Việt Phương, sinh năm 2003, hiện là học sinh trường phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi vừa 8 tuổi, Việt Phương đã được bố mẹ cho tiếp xúc với âm nhạc. Có lẽ vì thế mà hôm nay chúng ta mới có dịp được thưởng thức một ca khúc thật hay như thế này. Được biết, Việt Phương sáng tác Rồi trăm năm ta gặp lại chỉ trong một đêm, sau đó mất 5 ngày để thu âm phối khí. Chia sẻ với Mực Tím Online, Việt Phương cho biết, bài hát được sáng tác bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ một tình yêu đẹp giữa cố nghệ sĩ Chí Tài và cô Phương Loan. Phương nói rằng, nghệ sĩ Chí Tài không chỉ là thần tượng trong lòng bạn, mà còn của tất cả những khán giả yêu mến nghệ sĩ. Nghệ sĩ Chí Tài đột ngột qua đời ngày 9 tháng 12 năm 2020 trước sự bàng hoàng và nỗi tiếc thương vô hạn của người thân, bạn bè và người hâm mộ. Nên khi bài hát này được đăng tải trên kênh Võ Việt Phương Official đã nhận được hàng nghìn phản hồi tích cực từ khán giả. Những chia sẻ không chỉ bày tỏ sự đồng cảm dành cho chuyện tình của cố nghệ sĩ Chí Tài mà còn thể hiện sự mến mộ đối với tài năng của chàng trai trẻ Việt Phương. Bài hát Rồi trăm năm ta gặp lại với những ca từ nói về sự mất mát chia ly, nhưng sự mất mát ấy không quá bi thương mềm yếu mà vẫn lung linh sự lạc quan về một ngày nào đó những người yêu thương nhau đều sẽ được gặp lại. Ca khúc cũng dành cho bất kỳ ai mất đi người mình yêu và muốn gửi gắm đến họ một thông điệp về tình yêu thương vĩnh cửu. Đôi ta đều biết ta sẽ gặp lại, chỉ là sau trăm năm thôi. Anh ôm đàn bay lên thiên đàng, anh tha giọt nắng, anh dõi theo nàng, và anh vẫn hát giữa mênh mông trời, vì ở đây anh nô đùa với mây. Anh ôm đàn nỗi nhớ với đời, ký ức về em giữ mãi nơi này, mong em hãy vui vì anh vẫn đợi, đôi ta đều biết ta sẽ gặp lại, chỉ là sau trăm năm thôi. Việt Phương hy vọng lời bài hát này có thể nói những điều danh hài chưa kịp nhắn nhủ vợ, mong chị nguôi nỗi đau vì trên thiên đàng anh không cô đơn. Việt Phương còn chia sẻ với Mực Tím Online, việc một chàng trai 17 tuổi như mình viết ra những điều này cũng là một thử thách cho bản thân. Nhưng vì mình muốn cố gắng dành ra nhiều thời gian nhìn về tình yêu từ góc nhìn của chú Chí Tài nên đã viết được ca khúc nhẹ nhàng như thế này. Đây là bài nhẹ nhàng nhất mình viết từ trước đến nay, nhẹ như gió, như tình yêu của chú và vợ vậy. Còn về việc thể hiện thì mình sẽ cố hát để mọi người cảm thấy sự nhẹ nhàng của bài hát cũng như ý nghĩa của nó. Sau đây, kính mời quý vị khán giả hãy cùng lắng nghe trọn vẹn bài hát Rồi trăm năm ta gặp lại qua sự thể hiện của chính tác giả Võ Việt Phương. Đúng, ngày nay ta chẳng còn nhau. Em ơi hãy nhớ lời anh, em hãy giữ ấm thật lâu trong đêm giá lạnh. Này em, ở nơi xa ấy chờ anh đang bay về rất nhanh. Anh không cô đơn, em gửi vô vàn niềm thương nhớ theo anh. Anh vẫn nhớ hôm anh đi trời đổ nắng thật to. Anh vẫn nhớ hôm anh đi ánh mắt người buồn xo, nói lời tạm biệt nhẹ như gió. Anh ôm đàn bay lên thiên đàng,
anh thả giọt nắng, anh dõi theo nàng và anh vẫn hát giữa mênh mông trời, vì ở đây anh nô đùa với mây, anh ôm đàn nỗi nhớ với đời, ký ức về em giữ mãi nơi này, mong em hãy vui vì anh vẫn đợi, đôi ta đều biết ta sẽ gặp lại. Dõi theo nàng và anh vẫn hát giữa mênh mông trời, vì ở đây anh nô đùa với mây, anh ôm đàn nỗi nhớ với đời, ký ức về em giữ mãi nơi này, mong em hãy vui vì anh vẫn đợi, đôi ta đều biết ta sẽ gặp lại, chỉ là sau trăm năm thôi. Bay về với em đây, đăng ký ngay kênh YouTube báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.